Trung Quốc bác bình luận của Tổng thống Hàn Quốc rằng cả Triều Tiên và Đài Loan đều là vấn đề toàn cầu, kêu gọi Seoul hành động thận trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong họp báo ngày 20 tháng 4 cho rằng vấn đề Đài Loan hoàn toàn là công việc nội bộ và là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Ông nói bản chất vấn đề bán đảo Triều Tiên và Đài Loan hoàn toàn khác nhau và không thể so sánh. Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bình luận về căng thẳng ở eo biển Đài Loan trong cuộc phỏng vấn với Reuters trước thềm chuyến thăm Mỹ tuần tới. Tất cả những căng thẳng này xảy ra đều do nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Chúng tôi cùng cộng đồng quốc tế hoàn toàn phản đối thay đổi này, ông Yoon nói. Đài Loan không chỉ đơn giản là vấn đề giữa Trung Quốc và đảo Đài Loan, mà giống như Triều Tiên, đây là vấn đề toàn cầu. Ông Uông Văn Bân tuyên bố Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và kêu gọi Seoul tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng. Bình luận của ông Yoon được đưa ra sau khi quân đội Trung Quốc tiến hành nhiều tập trận xung quanh đảo Đài Loan và tiếp tục hiện diện quân sự ở eo biển này sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở California. Bắc Kinh nhiều lần cảnh báo cuộc gặp giữa quan chức cấp cao Mỹ với lãnh đạo Đài Loan là thách thức đối với chủ quyền của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hoạt động của các phần tử ly khai được thế lực nước ngoài hỗ trợ là nguyên nhân gây căng thẳng ở eo biển Đài Loan trong những năm gần đây. Bắc Kinh nhiều lần lên tiếng phản đối cuộc gặp trong khi phía Mỹ nói rằng mọi lãnh đạo Đài Loan đều đã quá cảnh ở Mỹ và bà Thái Anh Văn đã làm như vậy 6 lần kể từ khi nhậm chức vào năm 2016. Trung Quốc cho đến nay vẫn xem Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách kể cả vũ lực. Trung Quốc phản đối các quốc gia có quan hệ ngoại giao với nước này có quan hệ chính thức với Đài Loan. Năm ngoái, ông Yoon đã chỉ trích các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan sau cuộc tập trận quy mô lớn của Bắc Kinh quanh hòn đảo hồi tháng 8 để đáp trả chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Tuy nhiên, ông Yoon lưu ý rằng vấn đề Triều Tiên sẽ vẫn là ưu tiên an ninh hàng đầu của Seoul ngay cả trong trường hợp xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan. Tổng thống Yoon sẽ thăm Mỹ từ ngày 24 đến 29 tháng 4 và gặp người đồng cấp Joe Biden vào ngày 26 tháng 4, theo Yonhap. Ông cũng sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Phó Tổng thống Kamala Harris và các lãnh đạo quân sự của Mỹ. Theo South China Morning Post, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.